Hello mọi người, em là Trang Hoa Kiển đang thi đây. Hôm nay em xin chia sẻ một cái clip ngắn để hướng dẫn cho mấy anh chị em nào mà chưa biết chơi bông giấy Mỹ ghép nhiều màu. Tại vì thường thường là mọi người hay nhắn tin cho em tỉa cây làm sao này kia các kiểu á. Mấy anh chị mà biết rồi thì không sao, nhưng mà có mấy anh chị mới chơi á, mình không gành tỉa cây. Cái thứ nhất á là nó cái tược gừng nè, đây là cái tược gừng tược của cái củ nè. Còn đây là cái mắt ghép mà mình ghép vô nè. Đó. Mà nếu mà mình không tỉa những cái này á thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng, làm cho cái mắt ghép của mình nó không được búng tược nhiều, không có đầy tàn. Và có khi á là cái do cái mắt ghép của tự thân của cái củ á là nó sẽ rất là mạnh và nó ép luôn cả cái nhánh này để chết nhánh. Nên mọi người có hay nhiều người họ chưa hiểu nên hay có cái quan niệm là chơi cây ghép thời gian là nó sẽ chết nhánh và nó chết. Nhưng mà không phải. Đây là cái cách để mà mình tỉa cây. Ví dụ như anh chị khi mà gặp trường hợp mà những cái cây như vậy nè, lâu lâu mình tỉa, mình chỉ chừa cái mắt ghép thôi. Đây là cái mắt ghép nè. Mắt ghép nè. Đó, đây cái mắt ghép lên nhánh đây. Đó. Còn cái này á là cái nó mọc từ trong cái thân ra nè, có gai nè. Đó, gai nhiều. Lá nó khác nè. Đó. Đó, là mình sẽ tỉa những cái phần này đi. Tỉa những cái phần này đi. Để mình để cho cái cây nó mình đi phân đi thuốc á, nó hút chất dinh dưỡng lên, nó tập trung nó nuôi cái bo này thì cái bo càng ngày càng khỏe mạnh và tán càng sum nha. Cây này thì em đã tỉa được 2 lần rồi. Đó, rồi bây giờ em hướng dẫn mọi người nha. Mọi người có thể dùng kéo hay dùng tay cũng được, lãi nó đi. Tại vì em vừa quay phim vừa ấy nên em dùng kéo cho tiện. Chứ đúng là mọi người lãi nó đi sát gốc thì nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ lâu mọc lại hơn. À, lâu lâu những tháng 2 tháng mình ra vườn mình thăm thì những cái nhánh này nè đây. Đó, những cái nhánh còn ngoài không phải cái mắt ghép đây, cái mắt ghép đây đó, cái nhánh mà không phải mắt ghép thì mình cắt tỉa nó đi để nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi cái cây của mình đó. Như cái này nè, là nhiều người sợ em không biết cái nào là mắt ghép, thì mọi người kìa, mắt ghép là cái mắt ghép đó, là em đấu vô trong cái đầu nhánh như vậy. Và nó đang liền nè. Cây này để em tháo cho mọi người coi. Cái này nó liền bo rồi nè. Cái này em ghép được mấy tháng rồi. Đó, thấy chưa? Cái bo nó liền luôn rồi nè. Nó liền bo rồi, nó ôm vô trong này. Thấy không? Nó ôm, nó ăn dần, nó ôm vô. Đây, đem quay cho. Đó, nó ăn dần, nó ôm vô trong cái nhánh này nè. Ôi mốt nó sẽ liền bo. Thì những cái mà ngoài cái mắt ghép đó, mình sẽ lặt bỏ đi. Mình cắt bỏ đi. Đó. Ví dụ như cây này nè. Đó, cái nhánh này nằm dưới cái mắt ghép nè. Đây là nhánh tự thân nè. Mình nhìn lá quen rồi mình sẽ biết. Gai nhiều, lá khít. Ra bông màu hồng nè. Còn cái này nè. Đây là cái trường hợp nè. Cây này bữa dông, cái gió nó gãy cái bo. Gãy cái bo cũng không sao cả mọi người. Đây, từ cái phần gốc chỗ nó liền á, nó mọc lên nè. Đây em tháo cho mọi người coi. Nó mọc lên cái tược mới. Và cái tược này á là nó mọc từ cái bo này nè. Đây, cái bo bị gãy nè. Đó, nó mọc ra lại nè. Thì đây là mắt ghép nha. Khi mọi người quan sát kỹ mọi người sẽ biết à. Nè, cái chỗ này nè, nó liền. Xong bắt đầu nó có cái mắt ở đây nè. Cái bo chính em bữa là bị dông gió nó gãy ngã gãy nè. Bắt đầu từ cái chỗ cái nách của cái nhánh bo, trên cái nhánh bo này nó ra cái tược. Tược này là tược màu hồng nè. Hồng lửa nè. Cái này là cam lửa nè. Đó, mình giữ lại bình thường nha. Nó rất là dễ, nhưng mà tại do mọi người ít có để ý á. Tại vì cái nhánh mà tự thân lúc nào nó cũng sẽ ra nhiều hết. Đó, rồi cái thứ hai là mình sẽ đi nhổ cỏ. Nhổ cỏ thường xuyên. Hoặc là mình có một cái mẹo là rải trấu lên. Rải trấu lên trên giáp cái bề mặt này nè, cao khoảng 1 cm như vậy. Là một cách để mình ngừa cỏ. Ngừa cỏ ha. Rồi, cái thứ hai. À, cái vấn đề thứ hai trong cái clip này em muốn chia sẻ với mọi người là cách tỉa cây căn bản. Ví dụ như cái cây này em đã cơi được 1 lần đợt nè. Cái lần đầu tiên em cơi nè là cái dấu cắt ở đây. Bây giờ nó ra cái nhánh này là nhánh F2. Thì cái nhánh F2 này em sẽ tỉa 1 lần nữa. Dành cho những anh chị nào mà chơi tàn nha. Đó. Từ trong ra khoảng 10 cm em bấm. Đó, từ trong ra khoảng 10 cm, chừa cái mắt này nè. Chừa cái mắt lá này nè, đó. Mà em tỉa đều nha. Đó, tỉa đều. Thì khi mới mốt cái tàn mình nó ra là nó sẽ ra đều. Còn cái vấn đề thứ hai là đây là những cái tược non nè. Tược non này mình cũng tỉa luôn nha quý anh chị.
nhưng mà tại mình sẽ bấm ngắn hơn là cái từ kia đó, mình vẫn chừa cho nó 2-3 mắt lá nè, đây nè, bấm nhấp hết. Mọi quý anh chị đừng có tiếc nha, đừng có tiếc, ừ thấy cái nhánh nó nhỏ quá tỉa sao, thì mai mốt bông sẽ không bao giờ ra một lượt. Mấy anh chị làm như vậy sẽ, mình nàng nhìn xuống nè, nó sẽ có hơi tròn tròn nè, mai mốt chỗ này nó phúng nhánh, chỗ này phúng nhánh nữa, rồi chỗ này nó ra càng ngày càng tròn nè. Rồi đây là cái nhánh, nhánh rừng đây, cái lá nó khác này thấy không, và nó mọc từ trong tự thân của cái củ ra, mình cắt luôn đó, thấy chưa. Rồi giờ em làm lại cây nữa cho mọi người coi nha. Nào đây là cây bướm tím nè, đó, cây bướm tím này nó cũng có những cái nhánh nè, nó mọc từ trong tự thân nè đó, thấy không. Rồi khi mà tỉa nè mọi người nhìn á, tổng thể thường thường mình sẽ làm cái tán tròn là nó dễ nhất đó, cứ là canh dài mình tỉa sâu vô một chút, còn ngắn thì mình tỉa dài ra một chút, mình tỉa chừa lại dài ra một chút đó. Bấm hết, ngọn lớn, ngọn nhỏ, ngọn non, ngọn dài là mình bấm hết nha. Thì khi như vậy đợt sau nó ra nhánh nó sẽ ra lượt và bông nó cũng sẽ ra lượt luôn. Còn quý anh chị mà cứ thấy cái nó nhỏ quá anh chị chừa lại, anh chị không tỉa đó, cái cây nó muốn tròn rồi nè thấy không, lần sau ra bông nữa là tròn luôn rồi. Quý anh chị mà không tỉa mấy cái này á, là cái này nó sẽ, cái phần còn mình chừa lại nó sẽ ra bông trước cái phần mà mình tỉa. Nên khi quý anh chị nè, ngắn dài cũng vậy nè, ngắn nè, ngắn thì mình bấm nhẹ cái, bấm mà chừa cái mắt lá nha, tại vì cái nhánh nó sẽ ra từ cái mắt lá nha quý anh chị. Đó. Còn cây này nè, em đi phân cùng một lượt với mấy cây kia, nhưng mà cây này cỏ nè, em không có thời gian em xử lý, nên bây giờ nó hút chất dinh dưỡng là cái cây này nhìn nó còi cọc nè, thấy không. Bây giờ là mình lấy ra luôn. Đó. Em có con tay à, đừng nhổ nha, nhổ là cái phân nó đi ra luôn á, hoặc là mình bấm ngay cái sát cái rễ nó vậy nè. Đó. Mùa mưa này thì cỏ nó sẽ lên nhiều hơn nha quý anh chị, nên mình cố gắng mình nhổ cỏ thường xuyên, tại vì cái chậu mình trồng nhất trồng dưới đất thì nó không sao, nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng nhiều, tại vì nó sẽ ăn rễ sâu xuống dưới, nhưng mà khi mà mình trồng chậu á, nó có nhiều đây phân à, lâu lâu mình nửa tháng mình mới bổ sung phân cho nó một lần đó, nửa tháng mình bổ sung phân một lần đó, đó nên đâm ra là nó không đủ chất nuôi nào quý anh chị thấy không, nó nuôi cỏ không à, bụi cỏ chà bá luôn, còn cây đẹp ngắt này tàn nó không ra luôn nổi luôn nè. Đó, đây bấm luôn, mình bấm càng nhiều lần như vậy á thì cái nhánh cái cây của mình nó sẽ ra càng sâm nha. Đó rồi đây nè, làm lên cây cuối nữa nha. Đó. Em không bấm ngay gốc đâu, em bấm ngay phía dưới nó ăn vàng xuống dưới này chút xíu, xéo xuống vậy nè, đó để lấy được cái rễ ra luôn là nó sẽ chết cây, nó không có bị ấy. Đó, mình lãi nè, tiếp tục nha, mình lãi nè. Trời ơi, cái mùa nắng thì nó đỡ chứ mùa mưa mà cây kiểu này là nó lên suốt luôn quý anh chị. Đó nè, cắt đi, nó không ảnh hưởng gì tới cây hết đó. Nè, cái mắt ghép mình đây nè, à, cho cô quý anh chị coi mắt ghép mình nó bự nè, em mới làm mấy tháng nên nó bự, nó muốn liền, nó liền da luôn rồi. Mình không có cần thiết phải gỡ cái này đâu nha, mới mốt nó tự động nó già rồi nó vô nước nhiều là nó ra, đây nó liền da luôn nha. Nên đâm ra là có nhiều quý anh chị là bị hiểu lầm là chơi cây ghép là chỉ chơi được vài năm là nó chết mắt ghép, nó chết nhánh, thật ra không phải. Nó đúng là như vậy, nhưng mà về một cái mặt nghĩa khác nó không phải. Tại vì sao? Tại vì cái nhánh tự thân nó ra rất là khỏe, nó khỏe quá và nó tùm và nó ép cái nhánh này chết đi. Tại vì nhánh này là nhánh mắc ép. Nhưng mà mình chăm sóc đúng cách, đơn giản như vậy thôi, mình chỉ cần tỉa nhổ cỏ, tỉa hết cái nhánh tự thân của cái củ ra. Tại vì đây là cái củ nè, nó lên tới đây là em sẽ dùng ghép vô. Tại vì mọi người đừng nói là ở dưới ghép chứ yếu, không có yếu đâu nha. Theo quan điểm của em là không yếu nha. Tại vì sao? Tại vì riêng cái gốc Mỹ này á, là cái sức sống nó rất là mạnh, nó dễ ra rễ cực kỳ luôn, và sức sống rất là mạnh. Nhiều quý anh chị nhổ lên để 4-5 ngày tuần lễ thì trong đây nó vẫn giữ nước, nó không chết cây được. Rồi quý anh chị trồng xuống lại nó vẫn sống, nó vẫn sống nha. Đó. Rồi đây em tỉa luôn cây này nè. Cái này này Milo, nhưng mà Milo này nó đột biến lá xanh. Milo Zina. Nó có một cái tên khác nữa. Dòng này dòng siêu bông nha. Đó. Cắt bông luôn. Tại vì em vừa mới đi phân ngày hôm qua. Đúng ra là em tỉa xong em mới đi phân, nhưng mà em lu bu quá em không có thời gian nè. Mấy nhánh nhỏ nè cắt luôn nè. Rồi bắt đầu mình cắt mấy nhánh bự. Cắt thì mình để ý là cho nó cái tàn nó tròn tròn nha. Dòng này là dòng siêu bông, màu rất là đẹp. Đó.
bứt hết bông luôn, không có sao chứ. Còn quý anh chị nào mà ở quý anh chị mà không có mưa nhiều á thì quý anh chị lặt lá luôn, lặt lá luôn nha. Đây em cho anh chị coi một cái cây em mới vừa vô lòng nè, em lặt lá rồi nó lên nửa tược, trời ơi thối thần luôn nha. Nè cái milo nè, milo là bông tự nhiên đó, em chưa có đi phân ấy, chỉ đi phân lá thôi. Đây cái cây này á là em vặt lá và em vô tàn được khoảng nửa tháng. Đây đó quý anh chị thấy nó lên đều không, thấy nó lên đều không đó, này thấy không, mình lặt lá hết luôn, đừng có sợ cây chết nha. À, như cây này là em chưa làm rồi nè, cái này em làm nay cũng 4-5 bữa mà bắt đầu nó nhú mầm rồi nè. Đó nè, đó thấy chưa quý anh chị, thấy trên thấy nó lên nhánh không, thì khi lên cái nhánh này bắt đầu mình sẽ tỉa lại mấy lần nữa, là cái tàn này mới mốt mà nó ra bông một cái là nó như cái mầm sôi vậy đó, nó kín bông luôn. Đây cây này rồi em mới làm được 2-3 ngày nè, chưa nó chưa nhú mầm nè, đó thấy không. À, bắt đầu nhú luôn rồi nè. Mới khi mà mình vặt lá quý anh chị đừng có sợ nó chết, hoặc là khi mà anh chị là mua cây online mà rụng lá hết á là nó không có chết đâu, bông giấy này nó nhạy sống lắm, nó khỏe lắm. Mấy anh chị mà gặp cây mà rụng lá mấy anh chị là còn mừng, tại sao mình đỡ phải lặt lá. Khi mà nó rụng hết lá như vậy á là nó sẽ mau ra tược hơn nè, thấy không. Em làm mới 2-3 ngày mà nó búng mầm lên này nè, hả, nó nứt mầm ra rồi nè, cho quý anh chị coi nè, nó bắt đầu nứt mầm ra nè. Cái này mới có 2-3 ngày thôi nha. Đó, đây nè, cái mầm này em làm được khoảng tuần lễ rồi nè. Đó thì khi mà mình làm như vậy á sẽ kích thích cái cây nó búng mầm. Đó quý anh chị có thời gian thì mình lặt lá luôn, lặt hết lá luôn. Đó thấy không, cái thích búng mầm ra thấy không, nó nhú đều hết. Còn bình thường mấy cây này mày không làm nè, nó ra dài cái nhánh nè, nè thấy không, ra lận nhánh hay nhánh nè, thấy không. Tại vì em không có thời gian lặt lá thì mấy cái cây này đợt sau em sẽ vô bầu, em sẽ vô nè. Đây nè, đây là một cái trường hợp là cái nhánh này là nhánh tự thân nè. Rồi nhìn cái lá, thứ nhất là cái lá nó khác, cái thứ hai lá khít gai nhiều và mọc, nó mọc nè, nó mọc khác cái chỗ cái bo nè, thấy không. Em ra mình bấm nó đi đó, lâu lâu mình đi ra vườn mình thấy mấy nhánh này là mình bỏ đi, thì cái cây của mình nó vẫn khỏe, vẫn tốt, rất là bình thường nha. Đó nó chỉ cực hơn cái thằng cây gin là mình phải bấm tược thôi, còn khỏe thì nó khỏe gấp mấy lần cây gin. Tại vì khi mà mấy quý anh chị ghép như vậy vài tháng là quý anh chị có nguyên một cái cây nó chơi rồi. Còn như cây này đi, em nuôi cái năm nay rồi nè. Đó cây này là cây gin nè, em nuôi cái năm rồi nè, cây này em nuôi cũng được mấy tháng rồi nè. Đó cây gin thì mình làm tàn cực hơn. Ừ, nè cây gin nè, cây gin được có mấy nhánh nè, cây gin em được có mấy nhánh nè. Đó còn cây ghép nè, cây này ghép được có mấy tháng, nhiêu 2-3 tháng, 3-4 tháng gì đó nè. Cây này là khoảng 2 tháng nè. Đó quý anh chị thấy không, nó phúng hay ghê không. Tại vì sao, tại vì bản thân cái gốc Mỹ là sức sống nó rất rất là mạnh, nên đâm ra khi mà nó mình ghép trên cái thân Mỹ á, nó phát triển rất là nhanh và khỏe cây, nó khỏe cây lắm. Đây cho quý anh chị coi cái cây đỏ lửa cẩm thạch mà em mới ghép được, em rút bịch được khoảng 1 tháng 10 ngày. Đó thêm quý anh chị thấy coi không, quá trời luôn nè, nó mình ở ngoài nó hơi chán á đó, thấy không, mới có 1 tháng mấy ngày thôi đó, em rút bịch được 1 tháng mấy ngày thôi mà nó nhánh xanh tốt mà nó khỏe vậy á. Nên quý anh chị đừng có lo nha. Đó chúc quý anh chị là có một cái tác phẩm đẹp. Còn mấy anh nhà vườn lớn hoặc là những anh chị có kinh nghiệm thì có thể xem clip em chơi cũng được nha. Rồi em xin cảm ơn, chúc quý anh chị có tác phẩm đẹp nha.